có phải luật pháp Việt Nam hạn chế tự do tôn giáo? Những năm qua, do cách nhìn thiên lệch, thiếu thiện trí nên trong các báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cũng như hàng loạt báo cáo mang danh nghĩa bảo vệ nhân quyền đang được các trang mạng cá nhân chống phá nhà nước tung hô như là tiêu chí đánh giá thực trạng tự do tôn giáo nhân quyền Việt Nam. Tập trung xoáy vào một số nội dung kiểu như ở việt nam chưa có tự do tôn giáo thật sự vấn đề tự do tôn giáo ở việt nam chưa đạt được quy định của công ước quốc tế luật pháp việt nam có nhiều điều luật quy định không rõ ràng để kiểm soát hạn chế tự do tôn giáo sử dụng điều khoản về an ninh quốc gia với các tội danh mơ hồ để đàn áp hạn chế tự do tôn giáo các tôn giáo ở việt nam bị buộc im tiếng hay biến thành công cụ của nhà nước Nhà nước Việt Nam gây khó khăn cho việc đăng ký và công nhận tổ chức tôn giáo, đặc biệt với các nhóm tôn giáo ở vùng sâu, vùng xa, vùng các dân tộc thiểu số. Chính sách nghĩa vụ quân sự của nhà nước Việt Nam cản trở quyền tu học của thanh niên Khmer. Các nhân vật đấu tranh cho tự do tôn giáo luôn bị nhà nước gây khó khăn trong hoạt động, bị hạn chế đi lại. Ở Việt Nam có các tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo những nhận định trên hoàn toàn mang tính bịa đặt, bóp méo sự thật và xuyên tạc chính sách tự do tôn giáo ở Việt Nam. Trên thực tế, nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều văn kiện quốc tế liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và đã không ngừng nỗ lực bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho người dân. Luật pháp Việt Nam đang đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam được ghi nhận tại điều 24 Hiến pháp năm 2013. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Không ai được xâm phạm danh dự, tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Nội dung hiến định này của Việt Nam hoàn toàn tương thích với luật pháp quốc tế. Một số nguyên tắc chuẩn mực cơ bản về bảo vệ đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng tôn giáo đã được ghi nhận trong các luật và bộ luật quan trọng của Việt Nam như Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, điều 9, Bộ luật hình sự năm 2015, điều 116, Luật Giáo dục năm 2019, điều 13, 20. Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, điều 17. Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Theo đó, luật pháp Việt Nam có quy định rất rõ ràng về quyền và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân. Luật Tín ngưỡng tôn giáo quy định rõ quyền tự do tin hoặc không tin theo tôn giáo, tự do bày tỏ niềm tin, thực hành nghi lễ tín ngưỡng tôn giáo tham gia lễ hội, học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo của mọi người. Quyền của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quyền tự do tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Trên thực tiễn, nhà nước Việt Nam cũng đã và đang nỗ lực để đảm bảo quyền tự do tôn giáo của người dân. Tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay đều được thực hiện các sinh hoạt tôn giáo bình thường tại gia đình và các cơ sở tôn giáo hoặc các địa điểm hợp pháp khác theo nghi lễ truyền thống của tôn giáo mình. Các cá nhân và tổ chức tôn giáo được nhà nước tạo thuận lợi và đảm bảo điều kiện sinh hoạt tôn giáo bình thường theo quy định của pháp luật như tạo điều kiện cho các tôn giáo hoàn thiện cơ cấu tổ chức xã hội, tạo điều kiện về cơ sở thờ tự và sinh hoạt tôn giáo, về kinh sách, phục vụ cho việc tu học và hành đạo, về đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, người hướng dẫn việc đạo, về mở rộng các mối quan hệ quốc tế đến năm 2018, nhà nước Việt Nam đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 41 tổ chức thuộc 16 tôn giáo với 26 triệu 689.748 tín đồ, trong đó có 57.716 chức sắc, 130.167 chức việc và các tôn giáo ở Việt Nam có 29.854 cơ sở thờ tự và hơn 60 cơ sở đào tạo, trong đó có 17 trường đào tạo trình độ đại học. Mỗi năm, ở Việt Nam có hàng trăm đầu sách và các ấn phẩm tôn giáo với hàng triệu bản in được xuất bản, phục vụ nhu cầu học tập và tìm hiểu của người dân. Chỉ riêng hai tôn giáo là Công giáo và Đạo Tiên lành, năm 2020 đã xuất bản hơn một triệu bản kinh thánh. Hiện nay, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam có 15 tờ báo và tạp chí. Hầu hết các tổ chức tôn giáo đều có các trang thông tin điện tử từ năm 2003 đến năm 2007, có 9.343 cơ sở thờ tự của tôn giáo ở Việt Nam được phục hồi và xây mới. Đến năm 2020, hầu hết cơ sở thờ tự của các tôn giáo đã được trùng tu, sửa chữa, trong đó có khoảng 1 phần 3 cơ sở được tu sửa ở quy mô lớn. Thời gian gần đây, nhà nước đã tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đăng cai tổ chức nhiều hoạt động tôn giáo quy mô lớn, mang tầm khu vực và quốc tế diễn ra trong thời gian dài như công giáo và lễ năm thánh 2010 và hội nghị liên hội đồng giám mục Á châu năm 2012, Phật giáo với đại lễ Phật đản Vê Sắc các năm 2008, 2014, 2019, đạo Tiên lành với lễ kỷ niệm 500 năm Tiên lành cải chính năm 2017.